Đùa, nó không bị lag này, ra nghĩa không bị lag này mới tốt đâu. Lag giật đùng 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 rồi này. Ok. Nào đây. Thôi em ở dưới đi em. Cứ ở dưới đi, ở dưới đi. Ở đây không sao đâu. Ok, đây còn bot này. Ê, bot lên xử nó đi. Kiểu gì này? Đùa lắm. Flag vào đây. Rồi, ít ra vẫn ăn được con bot. Còn gì cơ? Gì này? Hai con. Đều ấy. Lát này xong, sao bắt nước. Ở đâu ấy? Đùa ở đâu ấy? Mà làm nào mà bình thường có chơi có lát là đỡ, tôi bây giờ trứng nhỉ? Ăn phải cái gì rồi? Ồ, mà tàng hình à em, chết mày đi. Rồi ngon, 3 kill. Rồi thay đạn rồi. Bốn kill, bốn kill, bốn kill, ngon. Thế sạch đạn rồi. Rồi 5 kill. Con này nữa. Con kia, con kia, con kia. Sao nào chạy hết con kia kia. Sáu kill cũng được chứ nhỉ, hơi lag tí. Má rút súng ra nhìn để rách phát cả linh hồn. Cái loại gì này, đùa đâu, what the fuck is happening. Con này to đấy, đùa. Đạn đúng lúc vãi. Bóng mà em. Lên đây. Lên đây. Đâu rồi? Ai hỗ trợ kìa. Mình được mấy kill ấy nhỉ? 6. 7 kill. Ngon. 2, 3 viên đạn. Chết rồi, rồi. Phải đi đặt đạn thôi. Đặt đạn bây giờ nguy hiểm quá không nhỉ? Nguy hiểm quá. Nhìn kìa. Thôi các anh chị cứu em. Để cho nó lên còn mấy giây thôi. Dây tao nhường cho mày nốt đấy. Đừng có để lên thế chứ, còn mấy giây thôi mà. Ok. Chỗ này có vẻ an toàn phết chốc. Mình cứ thử chạy vào này em theo. Eo. Tí độ này hình giòn mình có chết không? Ôi, boss xấu ấy. 3Z nữa chứ. Hai kill. Sao an toàn ngồi hôm nay ấy nhỉ? 3 kill. Ô. Dễ nhỉ? Năm kill. Ô. Thế này mà ngồi hôm nay lại hay chứ. 6 kill. 7 kill. Ô. Ăn kill như thánh vậy. 8 kill. What the fuck. Đùa. Chỉ kích cần phải fix cái lỗi này càng nhanh càng tốt. 9 kill. Tí nữa lên rampage luôn rồi. 10 kill. Ô. Bá đạo rồi. What the fuck. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Hãy đạn nơi rồi. Ôi 15 combo kill. Thể loại gì này mình cứ chịu thôi. Bó tay không chấp nhận được kiểu này. Cái này mà phải thằng nào cầm RPK SVP hoặc là Hammer tôi ra ngồi đây. Thôi 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 thôi. Quá hiểu rồi. Vãi trưởng. Holy shit.
Holy shit. Thôi, đạn rồi tưởng thì sao? Đập, 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 đập. Thôi chết được rồi. Nó sắp cạo rồi. Ôi trời ơi, cái gì này? Mình không cào nó không cào được mình. Đệt. Mình không đập nó không cào được mình này. Đều ấy. Trời ơi, tình huống dị vãi linh hồn. Không, thôi. Tự sướng. Dê, chúng ta đã chết với 17 kill. Không ngồi đấy chả để làm gì nhìn nó à. Nhìn sự kinh với kinh hồn. 17 kill ghê vãi. Đùa ngồi đấy dị quá các bạn. Nhưng thôi mình không chơi kiểu đấy đâu, để đó. Dị quá. Không lại quá. Cái gì mà chip chip kia kìa. Cái gì mà hay ấy. Cái gì mà vàng cấp 2 kinh ấy. Cái bố bắn ghê vậy. Cool, 9 kill, cũng kinh. Ôi dồi, thôi rồi, con này chết rồi, xuống đây là xong rồi. Ồ, kế nhở. Một con, ôi giời ơi. Thôi chết luôn, đấy, biết mà. Không thể tin ngồi đấy lại kiểu ăn kill lắm thế. Nhưng mà chơi kiểu đấy, chơi kiểu lợi dụng bớt game nó không hay lắm. Không ổn lắm các bạn. Tất nhiên không nên làm kiểu đấy. Gì này. Ơ, mình làm cái gì vậy? Lag quá. Ơ. Gì này. Hú. Đều ấy mày. Gì. Rồi PKS VIP à. Lại kia kìa. Bố mày có quả bom mày xuống đấy. Kiểu choi 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 giống cái kiểu. Kiểu gì nhờ. Map đến cổ chui đấy. Không có thằng ngồi ngoài ném quả bom vào là đi cả lũ. Rất là buồn. Thắng lòng. Bọn đâu? Zom đâu? Ê. Đây nó. Thôi. Thôi một ít ta đã được một kill. Không nhảy qua đấy. Cái đoạn đấy khó nhảy quá. Cái chỗ đấy khó nhảy. Ba con zom. Bốn con zom. Gì đây? Con RPK edit này nó kinh vậy. Ok đây. 2 kill. Ôi. Ô, nó cao lên được à? Bây giờ mình biết chơi mang lại ít quá. Không để ý nó cao lên được. Ok. Thôi rồi, lần sau rút kinh nghiệm không đứng sát bờ nữa. Sakura là tên kiểu thủy thủ mặt trăng à? Đúng không? Đúng rồi. Nó như ở trong kia đều nhở. Lần sau lên đây. Con chúa tể kia. Con kia chắc là bắn kinh. Thấy nó kiểu thế mà nó giết nhiều phết chứ. Cũng nguy hiểm ấy. Không phải đùa đâu. Cần cẩn thận. Bắn mình ghê. Mắc. Gì vậy? Nhưng mà sao nó bắn ghê thế mà sao kill ăn không kinh lắm nhỉ? Mình ngồi trong kia mình 15 kill liên tiếp mà mới lên được có 500 điểm. Cũng hơi lạ. Sắp chết hết này. Mắc. Không đấy chết được. Ý mình là mình biết là nó có thể chết được nhưng mà đùa. Đen và ai? Cái gì mà chú tể không sót cái thể loại gì này? Thì mà HZ ngáo kìa. Cả hero zombie à? Ok. Silent RS. We are snipers. Lại Sky NTP. Lại fan Sơn Tùng rồi. Sơn Tùng mông to phết. Mày lựu đạn ném lung tung. Find the hole. Gì đây? Ô đẹp. Đen vãi. Mình biết là có con ở đây. Có đứa ở đây. Mình thề có đứa ở đây. Cái điều này. Đấy biết ngay mà. Con này chết rồi. Con này chết rồi sao? Đừng bắn tao. Không phải việc của mày. Để yên. Đủ. Đùa. Việc chúng mày à? Nên mà. Khốn nạn này.
Không sao, không bắn được mày, tao bắn con khác. Tao chơi con khác. Mày Uzi à? Ơ bấm cái rảnh lẽ nhở. Bắn cái gì mà bắn? Có rách nát đấy. Có rách nát đấy. Bắn gì mà bắn? Gì cái gì mà gì? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi. Phong ma là cái gì cơ? Nhờ lây nhiễm. Mà thật là phong ma nữa. Tư. Ồ, ngó ở đây ra ngoài xem có con nào nó ngáo. Lao xuống săn không để mình vồ. Tình hình nó tụ tập hết trên kia thì hơi gay. À đủ. Mình muốn tự tới bên kia. Khó á. Mình không có bóng ma, nếu có bóng ma thì may ra. Không có bóng ma hơi khó lên đấy. Nhưng đứa là dùng Z nữa. Phải không? Đi xa này em. Đi xa này em. Thế rồi. Thế rồi. Mày săn à? Cảm thấy sung sướng. Out luôn. Bị bắt ra, out luôn. Trên kia có RPK Svip à? Được. RPK Svip, RPK Mockdit. Khẩu nghe đau tai vãi. Xẹt. Thế là 3 triệu, kinh quá. Hồi 3 triệu. Không hiểu ai làm 3 triệu mua khẩu này, kinh thật. Nhà chắc thừa điều kiện. Thế bắn đâu ấy? Mày săn nữa à? Nào hay nhỉ, dễ ăn nhỉ. Chắc tại ít zombie nó chủ quan. Nào con nào xuống đây săn nữa. Săn nữa anh cho về chuồng luôn. Lại nữa, đừng có bắn tao, đủ mà. Việc chúng mày đâu mà sao chúng mày có bắn tao. Tao làm gì với mày đâu. Này bắn đi. Làm này cho nó ức chế. Xuống đây mà săn. Xuống đây mà săn. Thôi mấy giây kia thì nó săn, mình vồ kịp, chả, vồ vồ khó kịp lắm. Sao người thắng là Mission Fail? What the fuck? Bây giờ càng ngày càng buồn cười. Dị vơi. Xem nhặt được khẩu gì không này. Gì này? Bot kìa. Lại ao. Đùa bot bựa vơ. Đùa. Đạn đúng lúc phải. Yeah. Mày có ăn được kill. 2 kill. Thôi. Mày cứ ở đấy đi. Ghê quá. Đâu nữa. Nhiều zombie kìa. Sao đấy không thấy con nào ấy. Kìa. Quát ra kill. Năm kill. Ôi con bóng ma. Cứ chạy ở đây cho an toàn, bọn bóng ma kinh lắm. Bắn nhiều khi mãi không trúng đâu. Ô. Bắn mãi không được. Ok, hết rồi, hết sạch đạn rồi. Xin xuống đi, lên đây. Xin xuống đây. Xin xuống ta. Vãi mày. Ghê vậy. Con này nữa. Bắn cứt. À đủ. Gì này. Nhảy nữa đi. Không tha mày đâu. Mày nhảy gì. Đùa. Bố thư chúng nó. Đủ mẹ. Xem chui ở đâu. Ô. Kinh quá.
cũng là lên à? 7 kill. Ôi, ôi, zombie, zombie. Kìa bóng ma kìa anh ơi. Thôi. Kiểu này, ơ, thắng rồi. Ngon. Ô, thế mình vẫn thủ được một trận. Thế hay không? Thật ít người ấy nhở? Thật 10 rồi. Với top thì không thì khó nhưng mà kệ chơi cho vui. Vì xem chừng con Tommy ấy có vẻ là cũng kinh. 10 trận nó sống 6 trận liền, ghê vậy. Thế nào? Ơ! Xấu đấy à? Sao nó to dần món này? Xấu ấy. Đấy, bây giờ mình đang học cái kiểu nhảy đấy. Zombie đâu? Đùa đâu ấy, để cái thằng tên gì kia S cờ cờ giờ giờ đờ đờ cái gì kia. Ồ, zombie. Bot 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 bot. Chị Hà Cún. Ủa mày cận chiến mày con ạ. Mong thế. Ôi đời. Đờ mở quả tay một tí thôi mà nó mất luôn. Đờ. Đau đấy. Mà thôi, không nên dự trứng con boss. Con boss để bẫy bắn. Ba Z này. Thôi. Mình bắn là Z ngu. Như bò luôn. Ô có đạn, có đạn, có đạn, có đạn. Nghe đạn. Boss đâu? Lại nữa à, vẫn còn dồn à. Chết đi. Công nhận cái khỏe thật. Công nhận cái skill khỏe thật. Đỏ rồi bắn gần băng mới chết. Kinh thế. Thì kia con kia lên 900 kill rồi. Có nhiều đạn lắm. Không cần phải nhặt vội. Con Tommy không phải tạm vừa. Thôi. Trượt chân. Vẫn nữa à? No, không phải bóng ma. Bóng ma ghét vãi. What? Mày đấy. Vẫn thoát, thế quái nào vẫn thoát, mình chịu. Bó tay. Đùa đâu. Nhiều khi dị thật. Nhiều khi không nghĩ thoát mà nó vẫn thoát cơ. Buồn cười ấy. Sợ quá, quả đấy ghê quá. Ghê, run run. Đừng dồn em. Bắn nó trước khi nó lên đây. Đứng lên đây mà. Boss gì ngu đấy. Nó thiên thanh nguy hiểm lắm. Có chui ông này á. Khẩu phi thon này có kỹ ăn tốt chứ. Mình nghĩ thế. Chui đây á. Ôi dồi ôi. Skill. Ngon. Ăn được 4 con boss. 4 boss đúng không nhỉ? Đúng rồi. Gần với top rồi. Ngon thế nhỉ? Bót kẹo, bót kẹo, bót kẹo, bót kẹo, bót kẹo. Đùa. Ờ, cái con Hà Cún kia đen nữa. Mấy trận làm bót từng biết nữa. Ok, hay rồi, hay rồi. Thôi, việc này. Ô. Đùa. Sư bố mày. Ra đây, ra đây. Một mình tao ăn, mình tao ăn, mình tao ăn, đừng đưa ăn của tao. Rồi, thế. Ô, lên xe rồi này, ngon.
Của tao. Hạt cúng của tao. No. No, 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 không phải bây giờ, không phải bây giờ. Ồ, vẫn sống. Hồng Sơn khỏe đấy. Không nên coi thường. Đấy. Rồi, xoay 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 kỳ kinh kia. Xoay 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 xoay. Xoay nữa đi. Ừ, tăng tốc độ ấy. Kinh ấy. Phải chưa? Sợ. Bay nhảy 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 tăng 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 tăng. Ồ sao vẫn trượt hết kia. Ồ con này. FK này. Rồi, 3 viên sao sống. Ôi 37 viên sao chơi. Chết rồi. Chết rồi. Chết hẳn rồi. Mày ăn gì ấy? Không đẹp. Đồ. Không để ý. Thôi. Mong là con Tommy kia đừng giết được thêm con nào nữa. Thôi mình thôi. Để nó lấy mất top rồi. Đánh quá không để ý. Mày để ý mới có thứ linh tinh. Cái gì cơ, tao là chó 69 là cái gì á? Lấy thằng nào nhận mình là chó? What the fuck? Mà 6 kill, cookie. Để xem chị Tôm Ti xem. Xem chị ăn nào. Mong đừng chặn đừng chặn lại đừng đừng làm bot. Em xin với anh đừng bắt em làm bot. Chị! Con ngựa! Tôi chết tôi rồi! Nên tôi chơi từ này mới top rồi. Nào nào. Mày. Ôi thôi. Thôi chết rồi, tôi chết rồi. Đen ấy. Thôi, tao bi ơi trốn đi. Trốn đi. Thôi mình cứ nhảy lên quanh này xem làm gì mình. Thôi kệ, không quan tâm tóc lắm, chỉ quan tâm chơi cho vui thôi. Đen ấy, trận này là do luôn như này. Trận cuối rồi. Nó lôi đâu lắm RPKS VIP nhỉ? Rồi. Đùa. Đây. Bọn cờ hó này. Để yên tao vồ một con em nào. Thôi thế là con Tôm Ti sẽ vượt sớm thôi. 10 kill nữa thế nó sắp vượt rồi. Nó cần sống trận này nó sẽ vượt. Không sao. Cái gì kia lại kia. Két kia kiểu đứng kia đứng nhiều ấy. Một 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 ba một bốn mình thua chắc nhưng không sao kệ đi. Đen quá sao mình phải làm zombie trận cuối. Có một trận nữa thôi mà sao không cho em một người mà là mờ mấy anh. Này còn cái kiểu chui chui kia đứng tất lên đây bây giờ. Biết ngay mà. Nó không đây đâu đừng để ý. Rồi ok, lên đi em. Lên đi. Không được, ít người quá. Rồi, một em. Xuống nhặt đạn à. Tôm ti kìa. Kinh quá. Nhiều người quá. Không chết à. Tao bị bắt mày tao. Rồi. Khỏe thế. À, không phải. Nó phải. Đâu rồi kệ. Ok.